Mùa hè năm 2019, ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford đã phá kết để đưa về một cầu thủ tiềm năng với mức giá kỷ lục cho một trung vệ khi ấy. Không ai khác, người đó là Harry Maguire. Với số tiền khổng lồ mà đội bóng bỏ ra, những Manusian có thể kỳ vọng vào một trung vệ chắc chắn và làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho khung thành của De Gea. Thế nhưng dù có một thời gian thi đấu khá ổn định và từng đeo băng đội trưởng của Man United song song những mùa giải vừa qua, Harry Maguire lại chỉ được nhiều cổ động viên nhớ tới với những pha xử lý bóng lỗi, những sai lầm và cả những meme hài hước trên mạng xã hội. Mùa giải này dưới thời Erik ten Hag, gần như số 5 của Man United đã mất hẳn vị trí của mình. Anh chỉ được tung vào sân khi trận đấu đã an bài hay đó là những trận đấu không mấy quan trọng. Mới đây bên lề sự kiện The Best của FIFA, tờ Marca của Tây Ban Nha đã công bố chủ nhân của giải The Wolf hay cầu thủ tệ nhất năm 2022. Eden Hazard là người giành giải với số phiếu bầu áp đảo lên tới 55%, còn trung vệ của Man United là người về thứ hai. Vậy đâu là lý do khiến Maguire từ một trung vệ mang nhiều kỳ vọng đến tình cảnh chịu cảnh ngồi ngoài như bây giờ? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Với sự xuất hiện của một trung vệ tầm world class như Raphael Varane, cùng học trò cũ của Ten Hag tại Ajax là Lisandro Martinez, sự cạnh tranh cho một vị trí trung vệ của Man United ở mùa giải 2022-2023 đã lớn hơn nhiều. Điều đó đã khiến cho Maguire không còn là sự lựa chọn mặc định nữa. Hai tân binh ở hàng phòng ngự của Man United sau một vài trận đầu mùa đã bắt kịp rất nhanh với giải đấu cũng như rất ăn ý với nhau. Họ xuất sắc trong phòng ngự, bù trừ những điểm yếu của nhau và thi đấu đúng với những gì Ten Hag muốn. Thế nên Maguire phải ngồi dự bị là một lẽ dĩ nhiên. Ở ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, dù có đủ thể lực để ra sân, nhưng vị trí của trung vệ 29 tuổi vẫn phần nhiều là trên băng ghế dự bị. Anh có 10 lần ra sân nhưng trong đó chỉ có 5 trận được đăng ký trong đội hình xuất phát. Đội bóng nửa đỏ thành Manchester đã trải qua một giai đoạn thi đấu với mật độ dày đặc, khoảng 3-4 ngày một trận liên tục trong 2 tháng qua. Nhưng thủ quân của họ chỉ được đá chính có 4 trận. Thậm chí, trong chiến thắng Leicester 3-0 ở ngoại hạng Anh hôm 19 tháng 2, Maguire còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong trận chung kết Carabao Cup với Newcastle tại Wembley vừa qua, anh cũng chỉ được tung vào sân trong vỏn vẹn 2 phút để thay cho Bruno Fernandes. Nhưng đó cũng chỉ như một cách mà Ten Hag quản trị nhân sự. Ông có thể dễ dàng tước băng đội trưởng của Maguire trao cho Bruno. Nhưng không, ông chọn cách giữ sự tôn nghiêm cho người đội trưởng hiện tại, đưa anh vào sân những phút cuối trận để người đội trưởng của Man United có thể nâng cúp cùng các đồng đội. Sau trận đấu, Maguire phát biểu rằng anh cũng đang hiểu tình cảnh của mình và sự cạnh tranh gắt gao cho một vị trí đá chính. Đây là Manchester United, chúng tôi muốn giành được những danh hiệu lớn. Để làm vậy, bạn cần có sự cạnh tranh cho các vị trí. Huấn luyện viên nói chuyện với tôi hàng ngày, ông ấy tin tưởng tôi và nói tôi là một trung vệ hàng đầu với đầy đủ tố chất để chơi trong đội. Nhưng ngoài ra, Ten Hag hiểu rằng các cầu thủ khác đang chơi tốt và tôi cũng hiểu điều đó. Maguire đã nói rằng Ten Hag vẫn xem anh là một trung vệ hàng đầu. Điều đó có thể là một sự khích lệ đến từ huấn luyện viên người Hà Lan. Nhưng thật sự Harry có tệ như những gì chúng ta đã nghĩ. Trước khi phân tích những vấn đề của anh thì hãy xem chàng trai này có những điểm mạnh gì. World Cup vừa qua có thể là một kỳ World Cup không mấy thành công với đội tuyển Anh bởi họ đã phải ra về sau trận tứ kết với đội tuyển Pháp. Nhưng vẫn giống như nhiều giải đấu trước đó, Maguire vẫn có một màn trình diễn hết sức ổn định. Maguire ra sân cả 5 trận và được trang SofaScore chấm điểm là cầu thủ được chấm tốt thứ hai của tuyển Anh với trung bình 7,34 điểm, xếp sau Bukayo Saka và có bằng điểm số với Jude Bellingham. Hay như trước đó tại Euro 2020, dù không thể mang chiếc cúp về xứ sở sương mù, nhưng Maguire vẫn được bình chọn vào đội hình xuất sắc nhất giải đấu. Sở hữu chiều cao 1m94 và khả năng bật nhảy tốt, hiển nhiên khả năng không chiến là một điểm mạnh của trung vệ người Anh. Thân hình đồ sộ cũng giúp Maguire có được lợi thế khi tranh chấp hay tì đè so với các tiền đạo đối phương. Với thể trạng tốt của mình, Maguire cũng có thể che chắn bóng để đột phá lên phía trước, điều mà chúng ta đã được nhiều lần nhìn thấy trước đây. Những đường truyền dài từ chân số 5 cũng có thể là một phương án triển khai bóng lên tuyến trên một cách hiệu quả. Tuy nhiên, những điểm mạnh này của Maguire chỉ thật sự được phát huy khi chơi với một đối thủ không gây nhiều sức ép lên hàng thủ đội nhà. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với West Ham, Ten Hag có nói về việc sử dụng Maguire ở một vị trí mới để anh có thể phát huy hết tài năng của mình. Cậu ấy đã có một màn trình diễn tốt, cậu ấy chủ động kiểm soát khi không và có bóng. Cậu ấy chiếm ưu thế trong phòng ngự và trong tấn công. Tôi nghĩ cậu ấy có một số khoảnh khắc thực sự tốt với những đường chuyền tốt qua người và áp đảo đối thủ. Chúng tôi luôn làm điều đó trong tập luyện, nhưng cách đây không lâu tôi đã cho cậu ấy xem một video về cách cậu ấy có thể tác động nhiều hơn đến việc kiểm soát bóng trong việc xây dựng lối chơi bằng các kỹ năng của mình, bởi vì cậu ấy thực sự có trình độ cao. Nhưng đừng vì những lời này của Ten Hag mà vội tin rằng những điểm yếu, cố hữu của trung vệ 29 tuổi có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Đầu tiên đó là sự bị động trong phòng ngự. Chẳng hạn như tình huống ở phút 54 trong trận đấu với West Ham vừa qua, khi hàng thủ của Man United tưởng bóng đã trôi hết đường biên dọc, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu diễn ra.
Emerson đã thoát xuống rồi trả ngược để Saïd Benrahma dứt điểm thành bàn. Điều đáng nói ở tình huống này là sự thụ động của Maguire. Sau lưng anh chỉ còn lại De Gea đang bảo vệ khung thành đội nhà, nhưng số 5 của Man United vẫn chỉ đứng bè góc mà không có động thái nào để làm hẹp góc sút của Benrahma. Mặc dù Bruno Fernandes đã cố gắng lùi về phòng ngự, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo bên phía West Ham vẫn là đủ hiểm hóc để đánh bại De Gea. Với một số cộng viên, họ cho rằng nếu đó là Lisandro Martinez thì mọi chuyện đã khác. Với thân hình to lớn của mình cùng cân nặng khoảng 100 cân, thật khó để có thể đòi hỏi Maguire có một khả năng bứt tốc cao. Nhưng đã không sở hữu tốc độ tốt thì thôi, đằng này Maguire còn tỏ ra lúng túng trong những pha xử lý. Trung vệ người Anh thường xoay sở rất chậm chạp, phân tích tình huống quá lâu nên rất nhiều lần trung vệ này bị chậm hơn đối phương một nhịp. Điều đó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng một đấu một, một điều cực kỳ quan trọng với các trung vệ. Vì thế những pha phản công của đối thủ có thể là một đòn chí mạng vào vị trí của anh. Với sự chậm chạp cả trên sân lẫn tư duy, cựu trung vệ Leicester lúc này không hợp với lối chơi dâng cao đội hình của Ten Hag đang xây dựng tại đội chủ sân Old Trafford. Điều thứ hai trong bộ kỹ năng khiến Maguire chưa bao giờ ổn định nằm ở khả năng xử lý bằng chân của anh trong các tình huống phòng ngự. Harry Maguire hầu như chỉ có thể chơi bóng tốt bằng chân phải, chiếc chân thuận của anh. Điều ấy dẫn đến trong các tình huống buộc phải xử lý bằng chân trái, Maguire sẽ lóng ngóng và đã không ít lần mắc sai lầm khi đối đầu với những cầu thủ tấn công với kỹ thuật lắt léo. Như những gì Ten Hag đã nói, với việc thuận chân phải thì vị trí trung vệ lệch phải sẽ phù hợp hơn với Harry Maguire. Anh sẽ có góc rộng hơn trong những pha xử lý bóng, chuyển bóng. Khả năng tịnh tiến bằng những pha cầm bóng sộc thẳng lên tuyến trên của anh cũng cần được sử dụng nhiều hơn. Nhưng như vậy là đã đủ để Maguire ở lại với sân Old Trafford, là trung vệ đắt giá nhất thế giới hiện tại. Nhưng trung vệ sinh năm 1993 hiện xếp sau Rafael Varane, Lisandro Martinez và ngay cả một chân chạy cánh trái như Luke Shaw trong thứ tự ưu tiên của Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan sẵn sàng sử dụng Shaw ở vai trò trung vệ trong một vài trận đấu hồi đầu năm nay và anh đã có những màn thể hiện tốt. Maguire hoàn toàn đủ thể lực để ra sân nhưng vẫn phải ngồi trên ghế dự bị. Điều đó cho thấy tương lai ảm đạm của trung vệ 29 tuổi tại sân Old Trafford. Với hợp đồng còn thời hạn đến mùa hè năm 2025, Man United cần sớm đưa ra quyết định với trung vệ này. Nếu Ten Hag cùng ban lãnh đạo của Man United có thể đưa về sân Old Trafford thêm những lựa chọn chất lượng phù hợp với triết lý ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự mùa hè tới, thì nhiều khả năng Maguire sẽ được cho ra đi tìm bến đỗ mới. Daily Mail cho biết Man United hiện đang mở cửa chờ những lời hỏi mua Maguire, mặc dù họ phải chấp nhận lỗ lớn nếu để tuyển thủ Anh ra đi. Maguire được về với mức giá kỷ lục 80 triệu bảng, nhưng giờ đây Quỷ Đỏ chỉ kỳ vọng bán anh với mức giá vào khoảng 40 triệu bảng. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, cả West Ham lẫn Inter Milan bày tỏ sự quan tâm đến Maguire và một số câu lạc bộ khác tại Premier League cũng mong muốn có sự phục vụ của trung vệ người Anh, nhưng ban lãnh đạo của Man United đã từ chối các đề nghị. Tuy nhiên, câu chuyện có thể sẽ khác vào mùa hè năm nay. Hãy cùng chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Maguire tiếp tục chấp nhận ở lại làm kẻ phụ hay ra đi để vớt vát sự nghiệp của chính mình.